Hoan hỷ, chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị biết được về công danh, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe của bản mệnh trong tháng 7 âm lịch này. Và từ đó thì chúng ta sẽ có cách để phát huy và điều tốt, hạn chế những cái điều xấu. Hơn nữa, bạn có thể xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trên kênh Phong thủy Gia Cát tại nhà hoặc là bất kỳ nơi nào bạn muốn, chỉ cần có Internet. Thay vì phải đi gặp các thầy tứ phương giống như là trước đây, thì xem tử vi online bạn sẽ vẫn biết được là mình cần phải làm những gì để phát triển công danh, sự nghiệp, tình duyên hay là sức khỏe. Thưa quý vị, thời vận của con người luôn thay đổi theo từng năm. Mỗi năm thì đều có những khó khăn hay là thuận lợi khác nhau. Vậy nên việc xem tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Sửu sinh năm 1961 sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm bắt được thiên cơ, từ đó sẽ có được những bước đi chính xác trong cuộc sống của mình. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 7 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý bạn, vì thế nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Quý bạn chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Bước sang tháng 7 âm lịch năm 2022, người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh. Không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức, gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp mậu dương thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ Tân Sửu trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của gia chủ gặp nhiều vất vả và trở ngại trong giai đoạn đầu năm 2022. Vì thế làm gì, dù lớn hay nhỏ cũng cần phải hết sức cẩn thận, làm việc có thứ tự trước sau, tránh vì rút ngắn giai đoạn mà bỏ qua chi tiết, kẻo gặp họa liên miên, nghiêm trọng còn dẫn tới công quyền pháp luật. Trong tháng sẽ có những thời điểm vận xui liên tục kéo đến, khiến bạn không biết nên xoay sở ra sao. Bản thân bị hung tinh xung phá nhiều là ít vận quý nhân, thành ra dễ rơi vào tình trạng bế tắc, bất ổn về cảm xúc. Lại thêm sự cố chấp và cảm xúc nóng nảy khiến mệnh chủ dễ phạm sai lầm, làm việc gì cũng khó đạt được kết quả mỹ mãn như mong muốn. Năng lực của bản thân bị kìm nén, không thể được giải phóng một cách hiệu quả. Bạn cần chú ý, tháng này có người luôn đố kỵ với bạn sẽ gây ra rắc rối trong công việc, mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và thái độ nơi làm việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tháng này cho thấy tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát, dù được người khác nhắc nhở bản tính khó thay đổi, gia chủ cố chấp, bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Năm 2022 không thích hợp
để cho những người tuổi Tân Sửu đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có tính mức độ rủi ro cao. Nên nhớ dù làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân, bạn bè nếu không dễ mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Tân Sửu khá tốt, tuy nhiên bạn lo lắng khá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục bước các bước hoàn thành mục tiêu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các quý vị gia chủ Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong năm 2022 không suôn sẻ như mong đợi, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể xảy ra xung đột, mâu thuẫn, dẫn đến đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Bản mệnh khá thụ động trong tình cảm, dễ vấp phải những khúc mắc tranh cãi do sự bốc đồng và bảo thủ của mình. Chính thái độ của bạn đang khiến người kia cảm thấy khó hiểu và khó thông cảm. Không khí gia đình vì vậy mà luôn trong tình trạng nặng nề, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bạn nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử và suy nghĩ sao cho phù hợp. Ngoài ra bạn cũng nên tham khảo ý kiến của người bạn đời, con cháu trước khi quyết định một vấn đề nào đó để gia đạo luôn ấm êm và đồng lòng. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm sai trung kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tý, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tý, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp Phù Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng rằng qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thử thách chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước yên tâm để tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.